luân hồi tam thế, mỗi lần đều mang theo ký ức, làm hy vãn 18 loại võ nghệ, 360 hàng, từ trung đến tây, từ xưa đến nay có thể đọc lướt qua đều học được, ai có thể nói cho nàng đây là vì sao, hai đời trước chính mình cũng không sống qua 22 tuổi, đời này chính mình đã 20 tuổi, chẳng lẽ vẫn chỉ có thể chờ chết sao? Hiện giờ mình còn được cho là một thiếu nữ sống hơn 60 năm, cũng may kiếp này xuất hiện chuyển cơ. Ai nói không kết hôn không sinh con bảo vệ bình an, người đứng ra. Trên trời rơi xuống một con chó sữa nhỏ, không nghĩ tới có một ngày, chó sữa nhỏ lại biến thành ngao Tây Tạng, đặt mình ở trên giường. Đời này, ta không chỉ sống qua 22 tuổi, còn trở thành tôn chủ phu nhân vô cùng phong cách. Chương 1 Trầm bổng chập trùng nhân sinh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Bất minh vật thể bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 3 Nhặt được bảo Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 4 Phát cuồng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 5 Ta không có gọi A. À. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Tất cả nghe theo ngươi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Tỷ tỷ cũng không phải chưa có xem. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Tỷ tỷ cũng không thể tàn tư A. À. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Ta cũng rất ưa thích. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 A à, dạ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.